Hello, xin chào tất cả các em. Hôm nay cô rất vui khi được tiếp tục cùng đồng hành với các em trong chương trình học tiếng Anh lớp 12. Để học tốt bộ môn này, các em cần chuẩn bị hai cuốn sách: sách học sinh tiếng Anh lớp 12 và sách bài tập tiếng Anh lớp 12. Phía sau bìa mỗi cuốn sách sẽ có mã thẻ cào, giúp các em có thể truy cập vào phần mềm hỗ trợ học tập IC Books. Với phần mềm này, các em có thể tự làm bài và ôn tập kiểm tra lại kiến thức của mình ở nhà. Okay, so let's start our lesson today. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu bài học ngày hôm nay nhé. Our lesson today is communication and culture. Vậy bài học của chúng ta ngày hôm nay là bài communication and culture. So you will listen to our story and then read about the creator of Sherlock Holmes. Với bài học ngày hôm nay thì các em sẽ nghe một câu chuyện về bạn An và sau đó các em sẽ được đọc tìm hiểu một số thông tin về cha đẻ của một cuốn tiểu thuyết rất nổi tiếng, Sherlock Holmes. Okay, so let's get started. Let's do some activities on IC Books. Và bây giờ các em cùng cô làm một số hoạt động trên IC Books nhé. Communication and culture. 1. Listen to Anne's story. Complete the statements about the story. Write from 1 to 3 words in each blank. Ở bài này các em sẽ nghe câu chuyện của bạn An, sau đó hoàn thành những nhận định về những câu chuyện. Các em chỉ được viết từ 1 đến 3 từ ở mỗi ô trống thôi nhé. Câu số 1. An thích đọc sách về. Như vậy ở đây mình sẽ nghe được thông tin là về cái gì. Câu số 2. Những người bạn của An gọi cô ấy là một từ điển như thế nào đó, bởi vì cô ấy có thể trả lời được tất cả những câu hỏi về cái gì. Và câu số 3, thỉnh thoảng cô ấy có cảm giác rằng là những người trong cuốn sách mà cô ấy đọc thì như thế nào đó. Như vậy ở đây có thể là mình sẽ điền một tính từ, đúng không nào? Câu số 4, cô ấy trải qua kỳ nghỉ trong vòng 2 tháng ở. Như vậy có thể ở đây sẽ là một cái nơi nào đó, đúng không nào? Và câu số 5, đối với An thì ông bà của cô ấy như là một gì đó rất là anh hùng, như là những nhân vật lịch sử. Và những câu chuyện của họ thì thậm chí là rất là thú vị. Và more thì mình sẽ ở đây mình sẽ có một cái tính từ, đúng không nào, gì đó than những người mà trong cuốn sách mà cô ấy đọc. Như vậy các em và cô cùng nghe câu chuyện này nhé. Sau đó mình sẽ nghe lại một lần nữa và kiểm tra đáp án nào. Now listen. I am the only child in the family. Both my parents are doctors, and they are so busy that they have very little time for me. Luckily, we have a lot of books at home, and these books have become my best friends. The ones I like best are those about people's life stories. My friends joke that I am a kind of walking encyclopedia because I can answer all their questions about well-known historical figures such as Tran Hung Dao or Abraham Lincoln, and even influential composers like Beethoven or Mozart. However, sometimes I have a feeling that these famous people are unreal, despite reading all the facts written about them. Then, a new world opened to me after my 2 months holiday with my grandparents in the countryside. My grandfather told me his own life story. As a child, he was just a buffalo boy, and then he joined the army as a soldier to fight against the invaders. My grandmother told me how hard she had worked to bring up my father and uncles during the war, while my grandpa was away. I found their stories even more interesting and more real than those in the books I had read. To me, my grandparents were as heroic and worthy of respect as many historical figures. I have learned lessons about love and patriotism from them. My grandparents are my real heroes. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại bài và kiểm tra đáp án nhé. Thank you.
I am the only child in the family. Both my parents are doctors, and they are so busy that they have very little time for me. Luckily, we have a lot of books at home, and these books have become my best friends. The ones I like best are those about people's life stories. Mình vừa mới nghe thông tin là gì? Are those about people's life stories, đúng không nào? Như vậy ở đây mình sẽ điền cụm từ này. People's life stories. My friends joke that I am a kind of walking encyclopedia. My friend jokes that I'm a kind of. Như vậy ở đây mình sẽ nghe một tính từ bổ sung cho danh từ đằng sau, đúng không nào? Mình sẽ nghe được từ walking. Bạn bè của An gọi cô ấy là cụm từ điển xấu. Because I can answer all their questions about well-known historical figures, such as Tran Hung Dao. About gì nào? Về những nhân vật lịch sử nổi tiếng, đúng không nào? Như vậy mình sẽ có thông tin là gì? Well-known historical figures. Tiếp tục mình sẽ nghe hỏi số 3 nhé. Or Abraham Lincoln, and even influential composers like Beethoven or Mozart. However, sometimes I have a feeling that these famous people are unreal. À, như vậy mình nghe thông tin là that these famous people are unreal. Thỉnh thoảng cô ấy có cảm giác rằng là những người trong cuốn sách mà cô ấy đọc không thật. Cho câu hỏi số 4. Despite reading all the facts written about them. Then, a new world opened to me after my 2 months holiday with my grandparents in the countryside. In the countryside. Cô ấy dành kỳ nghỉ 2 tháng của cô ấy ở vùng quê. Câu hỏi cuối cùng. My grandfather told me his own life story. As a child, he was just a buffalo boy, and then he joined the army as a soldier to fight against the invaders. My grandmother told me how hard she had worked to bring up my father and uncles during the war, while my grandpa was away. I found their stories even more interesting are more real than those. Yeah, I found that the stories are more interesting and more, you know. Như vậy mình thấy thông tin ở phía sau sẽ được nghe trước, đúng không nào? Vậy sẽ là more real. Bây giờ mình nghe tiếp tục cho ô trống còn lại nhé. Those in the books I had read. To me, my grandparents were as heroic and worthy of respect. À, mình nghe worthy of, you know, respect. Với An, ông bà cô ấy là những người hùng và được tôn trọng như những nhân vật lịch sử nổi tiếng, và những câu chuyện của họ thú vị hơn và chân thật hơn những cuốn sách mà cô ấy đã đọc. Sau khi làm xong, các em nhấn nút Submit để kiểm tra kết quả nhé. 2. Discuss the question in pairs. Do you think family stories should be told to children? Why or why not? Ở phần này, các em thảo luận câu hỏi theo cặp. Em có nghĩ rằng những câu chuyện của gia đình nên được kể cho con cái hay không? Tại sao hoặc là tại sao không? Ở đây cô gợi ý nhé. Những câu chuyện về gia đình nên được kể cho con cái. Ở đây mình nhìn xem nguyên nhân gì nào. Because đây là cách tốt nhất để dạy những đứa con về lịch sử cũng như truyền thống của gia đình. Những đứa con sẽ biết thêm nhiều về tổ tiên và cảm thấy được gắn bó hơn đối với gia đình của chúng. Hơn nữa, khi những câu chuyện này được kể thì mọi người đều nhớ lại, nhớ về kỷ niệm trong quá khứ, và điều này tạo ra một cái cơ hội rất là lớn để cho các thành viên trong gia đình có thể dành thời gian cho nhau. Và ở đây chỉ là gợi ý của cô thôi, còn lại các em có thể tự thêm những ý của mình nếu các em thích nhé. Bây giờ mình sẽ qua hoạt động tiếp theo nào. 1. Read the text about author Conan Doyle and decide whether the statements about it are true, false, or not given.
tick the correct boxes. Ở phần này các em sẽ đọc một bài đọc về author Conan Doyle và chọn những câu từ câu 1 đến câu 6 đáp án nào là đúng, true, sai, false hoặc không cho sẵn, not given. Đầu tiên các em đọc lướt từ câu số 1 đến câu số 6, sau đó các em nhớ, cố gắng nhớ và gạch chân những từ mà mình coi là quan trọng hay còn gọi là keywords đấy. Sau đó các em sẽ lướt lên lại bài đọc và tìm thông tin. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với câu hỏi số 1. Author Conan Doyle's stories about Sherlock Holmes were the first detective stories in the world. Những câu chuyện của Arthur Conan Doyle về Sherlock Holmes là những câu chuyện trinh thám đầu tiên trên thế giới. Trong bài đọc này mình không tìm thấy thông tin nào đề cập đến việc Sherlock Holmes là cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tiên. Cho nên ở đây mình sẽ đọc đáp án not given. Ở câu số 2, the two people who had a strong influence on Doyle's writing career were his mother and Dr. Joseph Bell. Hai người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp viết của Doyle là mẹ và tiến sĩ Joseph Bell. Mình thấy đoạn số 2 có thông tin là gì nào? Doyle was strongly influenced by mother, who was a well-educated woman. Và mình có thêm một thông tin nữa. The second person who had a great impact on writing career was Dr. Joseph Bell. Như vậy từ hai thông tin này mình có thể lựa chọn đây là đáp án true. Tiếp tục câu hỏi số 3 nào. Doyle's mother inspired him to write about Sherlock Holmes. Mẹ của Doyle đã truyền cảm hứng cho anh ấy viết về Sherlock Holmes. Mình có thể thấy thông tin ở cuối đoạn số 2. Dr. Bell's keen powers of observation later inspired Doyle to create fictional detective character Sherlock Holmes. Như vậy ở đây không phải là mẹ của Doyle mà là Dr. Bell's. Thông tin này cho đáp án số 3 là false. Câu hỏi số 4. Doyle's life experiences were sources for many of his stories. Kinh nghiệm sống của Doyle là nguồn cho nhiều câu chuyện của ông. Ở đoạn số 3 mình thấy có thông tin. Doyle's active life provided him with vivid experiences for his stories. Đáp án ở câu hỏi số 4 này là true. Câu hỏi số 5. The Lost World and his novels and stories about Sherlock Holmes were made into films. The Lost World và những tiểu thuyết hoặc là những câu chuyện của ông ấy về Sherlock Holmes được chuyển thể thành phim. Mình tìm thông tin ở cuối đoạn số 5 nè. Các thông tin này đầu tiên mình nhìn. His most well-known works are the novels and stories with Sherlock Holmes and the fantasy novel The Lost World, which were made into successful films. Từ thông tin này mình có thể chọn đáp án true cho câu hỏi số 5. Và câu hỏi cuối cùng, a statue of Sherlock Holmes was built in London. Mình không thấy thông tin gì cho câu hỏi này hết. Ở đoạn cuối có đề cập đến tượng của Conan Doyle được xây dựng, nhưng không đề cập đến tượng của Sherlock Holmes có được xây hay không. Cho nên ở đây mình sẽ chọn đáp án not given. Sau khi làm xong 6 đáp án, các em bấm nút submit để kiểm tra nhé. 2. Work with a partner. Find some Vietnamese writers of detective stories and talk about their lives and works. Ok, ở phần này các em làm việc nhóm cùng với một người bạn. Tìm một số nhà văn Việt viết truyện trinh thám, Vietnamese writers of detective stories, và nói về cuộc sống và công việc của họ. Như vậy dựa vào những thông tin về cha đẻ của cuốn tiểu thuyết Sherlock Holmes, mình có thể tự nói về cái câu chuyện về một số nhà văn Việt và viết truyện trinh thám nhé. Okay, that's the end of our lesson for today. Now you can understand more about family stories and the creator of Sherlock Holmes. Remember to review your lesson and prepare for the new lesson. Don't forget to use IC books to practice English at home. Như vậy cô cùng các em đã đi hết tiết tiếp theo của bài học đúng không nào? Bây giờ các em có thể hiểu thêm về ý nghĩa của những câu chuyện về gia đình, cũng như là biết thêm những thông tin rất là hữu ích về cha đẻ của cuốn tiểu thuyết Sherlock Holmes. Các em nhớ ôn lại bài và chuẩn bị bài mới nhé. Đừng quên truy cập vào phần mềm hỗ trợ học tập iC Books để luyện tập thêm các em nhé. Xin chào các em.